Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Tony Phùng. Mình sẽ đặt cho các bạn một câu hỏi như thế này. Nếu như các bạn muốn có cho mình một thiết bị với cái tỷ lệ màn hình mới 18:9 thì các bạn sẽ nghĩ đến chiếc điện thoại nào? Sẽ có rất nhiều lựa chọn bởi vì chúng ta đã có Xiaomi, Huawei, Mobistar, Oppo. Thế nhưng với cái màn hình 18:9 các bạn lại muốn có cho mình một sản phẩm với khả năng selfie cực kỳ đẹp thì các bạn sẽ nghĩ đến sản phẩm nào? Chắc chắn các bạn sẽ nghĩ đến F5, F5 Youth. Thế nhưng nếu như các bạn không có đủ tiền để mua hai sản phẩm này thì các bạn sẽ nghĩ đến sản phẩm nào? Ok, đây chính là Oppo A83, chiếc điện thoại rẻ nhất của Oppo có cái camera selfie AI. Và điều đặc biệt hơn nữa là nó có một cái mức giá cực kỳ rẻ. Như mình tham khảo tại Xiaomi thì các bạn có thể thấy ngay trên hình ở đây. Vậy thì ok, với Oppo A83 thì các bạn sẽ có những trải nghiệm gì với cái sản phẩm này? Thì cái điều đầu tiên đấy là đây chính là Oppo A83, thì các bạn có thể thấy là cái form nó khá giống với cái F5 cũng như F5 Youth, và có thể nói là nó là một cái bản rút gọn đi một chút xíu mà thôi. Hộp của máy thì đóng hộp rất quen thuộc giống như những thiết bị của Oppo khác, thế nên cũng không có gì phải thắc mắc cả. Ở bên trong các bạn sẽ vẫn có, đây chúng ta sẽ có sạc này, cáp này, tai nghe này, và các bạn sẽ không thể thiếu được là chúng ta sẽ được tặng kèm thêm một cái ốp lưng. Đó, ốp lưng bằng nhựa, đây là nhựa cứng các bạn nhá. Đó, và không thể thiếu được một vài những sách hướng dẫn sử dụng này nọ quay trong sim. Nó cũng quá là quen thuộc rồi nên mình cũng không cần phải chia sẻ đến nhiều. Vậy thì tại sao các bạn lại nên quan tâm đến cái sản phẩm này? Như mình vừa nói thì đây chính là chiếc điện thoại rẻ nhất của Oppo có cái màn hình tỷ lệ mới, đấy là 18:9. Và như mình đã nói trong khá nhiều video rồi thì 18:9 sẽ là một thứ cần phải có ở cái năm 2018 này. Và với cái mức giá khoảng tầm 4 triệu hơn thì đây cũng sẽ là một sự lựa chọn hợp lý với cái mức giá rẻ để các bạn có thể trải nghiệm được cái tỷ lệ màn hình này. Điều thứ hai nữa, cái cấu hình của sản phẩm này cũng khá là tốt với con chip Helio P23 và các bạn sẽ có 3GB RAM. Nó sẽ rút gọn đi một chút xíu so với Oppo F5 cũng như là F5 Youth. Và với con chip P23 này thì các bạn vẫn có những cái thao tác rất là mượt mà với những cái trải nghiệm bình thường. Lướt web rồi Facebook, xem video YouTube, mọi thứ đều rất là mượt mà. Thậm chí các bạn có thể chơi liên quân marketing với sản phẩm này và mức FPS của nó vẫn khá ổn. Tại vì P23 thì nó cũng giống như là F5 cũng như là F5 Youth rồi. Các bạn nào mà quan tâm thì có thể xem lại những cái video mà trước đây mình cũng từng chia sẻ về hai cái sản phẩm này. Và cái điều thứ ba, camera selfie chính là cái thứ hàng đầu mà các bạn nên quan tâm đến, tại vì Oppo làm camera selfie quá tốt, ảo diệu. Thực sự mà nói thì với bản thân mình là một thằng con trai thì mình không thực sự thích cái cách làm camera của Oppo tại vì nó ảo quá. Nhưng mà các bạn gái và là đối tượng mà các bạn tin ấy thì thôi rồi luôn, thích phải gọi là thích thôi rồi luôn cái này. Thứ nhất, đấy là camera selfie này có thể gọi là selfie AI. Tại vì sao? Tại vì ở đây nó sẽ có một cái mức đấy là auto. Nó sẽ tự động nhận diện cái khuôn mặt của bạn, chỗ nào bị mụn, chỗ nào mà cần phải làm cho nó mịn da ra, hay chỗ nào cần phải làm thon đi, chỗ nào cần phải làm to ra, ví dụ mắt to, mặt thì thon đấy. Thì Oppo sẽ làm hết tất cả mọi thứ và các bạn chỉ đơn giản đấy là đưa máy lên và chụp mà thôi. Không cần phải làm gì nhiều. Và cái camera selfie của Oppo thì nói thật với các bạn là cho đến thời điểm hiện tại mình vẫn chưa tìm thấy nhiều sản phẩm có thể vượt qua được mà nó hấp dẫn dành đến cho các bạn tin. Độ phân giải thì chỉ là 8MP mà thôi, nhưng chi tiết ảnh rồi cái khả năng làm đẹp thì nói thật với các bạn, không có nhiều sản phẩm trên thị trường hiện tại vượt qua được Oppo về khoản selfie này đâu. Nhưng đấy, nói chung vẫn là thuộc vào gu của từng người mà thôi. Và cái điều thứ ba nữa, đó là cái dung lượng pin của nó khá là tốt, 3180 mAh. Có thể nói rằng nếu như xét về cái thời lượng dung lượng pin thì nó không có quá nhiều thứ ấn tượng so với những thiết bị khác có pin tầm 4000, thậm chí là 4500. Nhưng cái chính là chúng ta có một cái độ phân giải màn hình thấp, chỉ ở mức đấy là HD+. Chúng ta có một cấu hình vừa tầm với P23 và chúng ta cũng không có nhiều thứ gọi là cao cấp phía bên trong. Thế nên là các bạn cứ yên tâm là nó vẫn có thể thoải mái sử dụng đủ trong vòng một ngày. Và điều đặc biệt hơn nữa là với cái mức giá chỉ tầm khoảng 4 triệu hơn, nhưng Oppo A83 vẫn được sở hữu cái công nghệ rất là tiên tiến bây giờ mà rất nhiều hãng áp dụng, đấy là bảo mật bằng khuôn mặt. Đó, mình sẽ thử luôn cho các bạn thấy nhá. Ôi, nhanh thế. Tắt rồi nhá, mở này. Sờ, đây thấy không? Mở lại này. Đó. Đây chính là bảo mật khuôn mặt chữ Oppo A83, một sản phẩm với mức giá rất rẻ mà chúng ta đã có những cái thứ rất là cao cấp này. Nói thật với các bạn là với Oppo thì từ trước đến giờ nó vẫn hằn lên với đầu óc của các bạn quan tâm đến công nghệ, đấy là giá thì cao mà cấu hình thì như là lồng. Thế nhưng bây giờ với tầm 4 triệu P23, màn hình tỷ lệ mới đẹp, độ phân giải thì không cao nhưng màu sắc rất là rực rỡ, các bạn có thể thấy trên hình này. Rồi camera selfie chất chơi, hiệu năng cũng đủ dùng, pin thì khá là ngon. Chúng ta lại có những công nghệ bảo mật cao, ví dụ như là bảo mật bằng khuôn mặt như thế. Thì nói chung là nó cũng sẽ phục vụ được đến một phần nào đó nhu cầu của những người sử dụng. Quan trọng là có hợp và có thích nó hay không mà thôi. Và đây là video mình đã unbox và chia sẻ với Oppo A83.
Các bạn thấy sao về nó thì hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.